Biển sông, biển sông, đừng xô tao, đừng xô tao ngã dưới chân người. Biển sông, đừng xô tao, tao xô biển lại, sống làm đâu. Chào mừng đồng bào đến với thung lũng. Hôm nay không có cất heo. Trời lạnh quá hết biết làm gì, thì lột cái nồi khoai ăn thôi. Những cái ngày mà rét căm căm như thế này là nhớ những cái ngày ở trên Sa Pa. 6 giờ chiều là ngồi nhét tay vào hãng và rung đùi. Ở đây thì cứ lọ mọ cuộc sống từ sáng đến tối, từ tối đến sáng. Sáng dậy thì chạy lên núi đi lấy củi, làm đồ ăn, nướng con cá, nấu ít canh súp rau củ, ăn sáng xong rồi ra quán cà phê ngồi làm trả file này nọ xong rồi lại đi về, và on sẵn mấy tập để đó cho từ từ nó lên, tại vì thời gian sắp tới mình khá bận. Nhớ lắm xem đấy, bận sẽ nhiều thì mình sẽ có cái cơ hội để làm nhiều thứ hay ho hơn. Để cho các bạn chưa một lần thử thì sẽ có cái gì đó gọi là kinh nghiệm từ Tết ta. Đấy, lửa lại lên. Chó lại sủa cái cọc chó. Sống một cuộc sống cho mình thì nó cũng dễ thôi, không có gì khó đâu. Ai làm gì kệ. Vừa rồi thì của bác 2002, ví dụ như nếu như khi đó tốt nghiệp lại làm gì? Tốt nghiệp nó chẳng là cái gì quan trọng đối với cái những chặng đường sau này của các bạn nữa. Tốt nghiệp hay không tốt nghiệp cũng vậy, tốt nghiệp thì tốt hơn, không tốt nghiệp cũng tốt. Không tốt nghiệp thì bạn là phải cứ học tiếp, và những bạn tốt nghiệp thì cũng phải học. Và ngay cả chính bản thân mình, đến hiện tại bây giờ mình cũng phải học. Cứ học, học nữa, học mãi, học những gì mình thích, mình cần. Nếu như bạn rất tốt nghiệp thì bạn sẽ học, bạn sẽ được học những thứ bạn cần thôi. Bạn suy nghĩ, ừ cái này cần cho mình. Okay. Không phải học những thứ vớ vẩn tào lao. Xô ngã một yêu thương để đổi lấy cuộc đời mình thật bằng phẳng. Một cái đâm đầu vào những con đường không đầu không cuối. Ra đây mình cũng có một cái chuyện ngắn, mình cũng viết được một cái chuyện ngắn khác. Chuyện ngắn cũng khá dài và cũng đang tính nhờ anh em lên phim cho nó, chứ một mình thì không thể lên được phim, tại mình không có khả năng đạo diễn. Nó là một cái series phim hơi bị kịch tính đấy. Nói chung sẽ làm và on trên kênh của mình. Nó là một cái bộ phim rất là nhiều tập, nhưng mà hiện tại thì mình đã viết được khoảng 12 tập. Cứ thế thôi, đôi khi bạn làm một cái điều gì đó bạn cảm thấy nó không có hợp thời và nó chẳng kiếm ra tiền và nó chả được mang lại cái lợi ích gì cho bản thân hết. Nhưng mà bạn làm được gì bạn cứ làm đi. Giá trị của nó không nằm ở cái thời điểm hiện tại bạn làm đâu, mà nó nằm ở một cái khúc nào đó, một cái đoạn nào đó, và đến một cái thời gian nào đó nó đủ cái sự chính thì đó. Những cái điều đó là cái điều giá trị nhất mà bạn đã làm cho bản thân của bạn. Và hiện tại bạn muốn làm gì thì cứ làm đi, và sau này nhìn lại để khi bây giờ không còn hối tiếc gì cả. Thì thực sự cái chuyện ngắn đó mình viết cũng khá lâu rồi. Nó mình viết cách đây, bắt đầu viết nó cách đây khoảng 10 năm. Ừ đúng rồi, 10 năm. Và mỗi năm mình sẽ thêm là một ít. Và có thể là một năm mình sẽ thêm một ít, nhưng mà có thể là một năm mình sẽ thêm rất là nhiều ít. Sắp tới thì mình lại viết tiếp câu chuyện 2 năm. Đó là những thứ mà mình cần làm cho mình chứ không làm cho ai cả. Nó giống như kiểu cái loạt clip mắc mệt, chuyện bộ đội, chuyện nghề, chuyện Scott, xe thầu lợn Việt Nam. Làm cho mình nói, mình có làm cho ai đâu. Ở đó đâu phải lớp học đạo đức đâu. Ai thích thì nghe, không thích thì coi.
Và thấy cũng kỳ ha, thấy lượt xem của cái clip của mình nó cũng khá đông, và cái giờ xem, đặc biệt cái giờ xem, cái thời lượng xem của clip á thì nó cũng rất là lớn. Trong từ cái ngày mình on cái tập đầu tiên, cái số cái clip đầu tiên của Mắt Mệt Show thì cái giờ xem nó đến hiện tại bây giờ là 1000 giờ rồi. Nhưng mà không hiểu tại sao các bạn xem xong lại comment thấy hay ho nhưng mà lại không share, buồn lắm. Đừng có comment tương tác nữa các bạn, comment kiểu đó nó không tương tác nổi đâu. Nếu cảm thấy hay thì cứ share lại để đó, để cho ai đó trong số bạn bè của bạn rơi vào hoàn cảnh có một cái gì đó hoặc họ muốn tìm điều gì đó mới lạ thì đó là điều mới lạ dành cho họ. Nhớ xem xong rồi share nhé, đừng có ấm thì nó sẽ không có cháy nổi đâu. Thì thật sự những cái clip trước nó tục hơi nhiều và biết mệt mỏi luôn, những clip này thì cũng hạn chế nó tục, và những cái đoạn nó tục thì cái đủ thứ trên đời. Và nước đã sắp sôi, mình sắp có một bình trà để tối nay ngồi làm những cái clip hay ho cho mọi người xem. Ai cũng nghĩ làm cái công việc này là đi đây đi đó nó sướng, nhưng mà mình cũng sướng để mình được làm cái gì mình thích. Mỗi tội khuya hơi nhiều, đêm nào cũng thức hết. Nói về cái mục đích mình làm cái kênh YouTube này và đầu tư làm những cái series như thế này. Thứ nhất, cái kênh YouTube của mình đã làm từ năm 2013, tức là 7 năm rồi. Mình làm để mình tập những cái sản phẩm của mình thôi, tại vì mình làm bên quay dựng phim ấy. Và hậu kỳ thì mình chỉ coi nó như là một cái chỗ để mình chứa những cái sản phẩm mình đã làm. Nhưng mà đến một hôm thì trước đó mình đã bật kiếm tiền cho cái kênh rồi, trước cái năm 2018 nó ra luật mới thì mình đã bật cái kiếm tiền rồi, chứ không phải không bật, kiếm cũng được mười mấy đồng tổng rồi. Mà đến bây giờ mình mới đầu tư làm những cái vlog, thì đó là thứ nhất mình thích làm, thứ hai mình muốn làm, thứ ba mình làm để sau này mình có cái mình xem lại thời điểm của mình lúc đó. Và bật kiếm tiền nó chỉ là cái phụ thôi, chứ thật sự mình có rất nhiều kênh để kiếm tiền, ví dụ như bán hình trên Shutterstock hoặc là Gipsy Photo hoặc là Green Time rồi rất là nhiều, không nhớ nổi. Có một số anh em vào comment là ủa sao chưa bật kiếm tiền, bây giờ bạn coi một clip mà bạn thấy quảng cáo nó nhảy cà tinh bạn muốn coi nữa không? Có tiền cũng hay nhưng nó không phải là một cái gì đó nó quan trọng. Quan trọng nhất là mình thích làm, mình được làm và mình đã làm và sau này có cái xem lại. Thế nên đừng vào comment những câu tại sao chưa bật kiếm tiền rồi, kênh của anh đang kéo sức kiếm tiền hả? Những comment như vậy mình sẽ xóa, và cũng đừng có thắc mắc là tại sao mình xóa, tại vì nó không đúng với những gì mình làm. Thế thôi, có thể khi bật được kiếm tiền thì số tiền đó mình dùng làm việc gì đó thì đó là việc của mình. Nhưng mà mình sẽ dùng vào những việc gì đó hay ho. Còn để mà sống bằng YouTube, bạn có mơ khó lắm, chẳng được mấy người đâu. Anh chơi cho vui thôi. Nhớ like, subscribe, coi nếu mà hay thì nhớ chia sẻ một cái. Như thế là mình vui rồi. Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe. Và bài học gì đó thì mình cũng không có bài học gì đâu. Tùy bạn thôi, cuộc đời bạn phải chịu trách nhiệm về nó. Chẳng ai sống giùm ai được đâu. Và phải, nếu mất niềm tin thì phải tự tạo niềm tin cho mình mà sống. Còn mượn niềm tin của người khác mà sống thì cũng khó lắm. Là người